Cách đổi đơn vị thường gặp trong môn vật lý. Để dễ áp dụng, thầy sẽ cho những ví dụ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Get go. Giả sử đây chúng ta cần đổi từ cm sang mét. Mình có 2 cm thì bạn sẽ đổi là 2 nhân cho 10 mũ trừ 2 mét. Vậy thì nếu đổi từ 5 cm vuông sang mét vuông, chúng ta sẽ ghi là 5 nhân 10 mũ trừ 4 mét vuông. Và đây chúng ta sẽ có 4 cái đơn vị thường gặp: mili, micro, nano và pico. Các bạn có thể thay thế chữ fara bằng các đơn vị khác thì cách đổi tương tự. Ở đây chúng ta có 3 mili fara thì bạn sẽ ghi là 3 nhân 10 mũ trừ 3 fara. Chúng ta có 0,5 micro fara thì bạn ghi lại 0,5 micro là 10 mũ trừ 6 fara. Chúng ta có 20 nano fara thì bạn sẽ ghi lại là 20 nano là 10 mũ trừ 9 fara. Chúng ta có 40 pico fara thì bạn sẽ ghi lại là 40 pico là 10 mũ trừ 12 fara. Tiếp theo chúng ta có 3 cái bộ đơn vị lớn hơn. Ví dụ như mình có 10 kHz thì bạn sẽ ghi là 10 kilo là 10 mũ 3 hertz. Chúng ta có 80 MHz, bạn sẽ ghi là 80 nhân 10 mũ 6 hertz. Ở đây chúng ta có 0,25 GHz thì bạn sẽ ghi là 0,25 giga là 10 mũ 9 hertz. Chúng ta có thể thay thế đơn vị hertz bằng đơn vị khác thì cách đổi tương tự. Vậy thì không khó để đổi đơn vị nếu xem kỹ video này. Nếu chưa rõ, hãy cho biết phần bình luận bên dưới video nhé. Chúc bạn vật lý vui vẻ và thành công. Học vật lý thầy Tú, mãi đỉnh.